xin chào mọi người. Thì theo như mấy bạn ở trên Facebook của mình yêu cầu thì rất là nhiều bạn hỏi về cái skincare routine của mình. Cái cho nên là làm luôn. Cái này rất là ít bọt luôn á. Đây là mình có thắc mắc tại sao mà nó không có lên bọt. Mình sẽ chú trọng phần này nè, phần mũi nè, đường đen, để lỗ chân lông hai bên này nè. À, thấy trọng giống như gì. Xong rồi lên đây. Đó. A few moments later. Okay. Rồi, sạch mặt rồi. Mình đi cho nó tự khô chứ không có lau bằng khăn. Mình cảm thấy là lau bằng khăn nó không có vệ sinh lắm. Thật. Để gì? Rồi đó. Lấy miếng bông này. Chấm lên. Này là hồi mà mình đi hàng cái xong cái được mấy chị ở hàng chỉ cho đó. Tay là phải cầm như vậy. Đúng. Dùng trên cái tấm bông này nha. Xong mình sẽ thấm toner. Đừng có tiếc. Rất đùa. Là những bức chữa buổi tối của mình dạo này mình làm nó khá là đơn giản thôi. Có gì nghĩa chứ. Xong tranh của History of Wound Color hay là Who cũng biết nè. Với cái essence này á thì nó giúp nè, nó rất là kiểu sao ta đặc đó. Bôi lên một phát cái lập trắng da lên. Đó. Chà. Gỗ lên mặt. Gỗ dịp ra. Cái dịp của tay nó sẽ làm cho cái tay nó thấm vào da. Dịp lên. Xong mình sẽ dùng serum của nói chung là nó như vậy. Ok too. Để nó mắc lắm. Cho nên là chỉ dám mua cái nhỏ như vậy thôi. Chứ không có dám mua cái full size. Cái full size của nó là tầm khoảng 6 triệu. Cái này là Ultimate Perfecting Serum. Mình bị xấu thôi, không tin tưởng. Áp lên mặt. Và bước cuối cùng là mình dùng khóa ẩm. Cái này của Cosé gì đó. Herbal gel. Nhìn nó như vậy. Chúng mình đây. Chúng mình đây. Đúng kiểu mà giống dao hồi thấy da tay nó còn đẹp hơn da mặt. Cảm giác là tay đó được chịu nhiều hơn. Cái này sương sương rồi. Còn những nữa là kiểu mặt nó căng bóng, chảo mỡ luôn. Ngày xưa thì mình dùng mà rất là nhiều bước dưỡng buổi tối, mình phải 7-8 bước. Nhưng mà dạo này học cách tối giãn bớt, đôi khi nhiều quá nó cũng không có tốt á. Thì mình có xài cái mắt nữa, nhưng mà hôm nay tìm cái lọ cái mắt không ra. Thôi, khó quá bỏ qua. Bây giờ đó là xong các bước dưỡng hàng ngày của Ly buổi tối, chứ khi đi ngủ thì Ly chỉ dưỡng như vậy thôi. Xong 2000 years later.
xin chào buổi sáng. Mình đã rửa mặt buổi sáng trước khi thức dậy, mình đã rửa mặt bằng nước lã nha. Để rửa mặt bằng nước lã rồi, mình đã từ bỏ cái thói quen mà dùng rửa mặt buổi sáng nhiều năm nay rồi. Bởi vì ngày xưa mình có đọc một cái blog của chị ngoài đó, thì nó là buổi sáng chỉ cần rửa mặt một bộ bằng rửa mặt buổi tối là đủ rồi, bởi vì căn bản là buổi tối gia mình chỉ ở trong nhà thôi, không có bụi bẩn gì hết, cho nên là chỉ cần rửa sạch bằng nước lã, xong lau lại bằng toner là sạch rồi. Và màu da nhiều không tốt đâu. Đó. Mấy bạn mà có thói quen mà dùng rửa mặt buổi sáng thì mình nghĩ là nên không? Bỏ bớt. Bởi vì gì cái gì nhiều cũng không tốt mà. Lâu. Ok. Toner. Xong tới mình dùng nước thần, thần thánh của SK2. Yeah. Xong mình lại tap. Rồi, khô rồi. Tiếp mình dùng cái essence này nữa. Cái tối qua đó. Cho mình dùng cả sáng cả tối luôn. Vì cảm giác dùng xong da rất là căng. Mùi rất là thích nữa, kiểu mùi thảo dược mà. Trời ơi, mùi của hàng da, mùi whistle. Các bạn có biết cái mùi whistle? Ok, buổi sáng mình dùng vitamin C của Q nữa. Cái này giúp chống lão hóa, lại làm mấy vết thâm mụn á. Yêu thật ra thấy nó khá là tốt. Nó giúp cho những cái vết thâm mụn của mình nó nhanh mờ đi. Xong buổi sáng mình sẽ dùng cái B5 của Pháp, đại loại như vậy. Cái này thì mình xài thì tới đây là cái hũ thứ bao nhiêu cũng không nhớ đó, bởi vì thật sự dùng rất là nhiều. Cái này thật sự rất là tốt luôn á. Cái này mình dùng buổi sáng nè, với lại ngoài những cái ngày mà da nó nhạy cảm á, mình chỉ dùng duy nhất một cái này thôi, không có thêm theo cái serum hay là cái gì trơn. Nó rất là dịu nhẹ cho làn da. Dùng vào những cái ngày kích ứng hay là điều trị sau khi mụn á, nó làm nó xoa dịu cái làn da của mình. Với lại nói gì ta, cái B5 nó là nó giúp phục hồi da đó. Nói chung là mình rất là mê em này. Thì hiếm lắm mới có một cái sản phẩm mà mình cứ mình mua mình xài đi xài lại như vậy. Bình thường là skincare là thay đổi lắm, cứ kiểu vài tháng là lại đổi một lần á, để cho da nó khỏi bị nhờn. Mình cảm giác là một thời gian mà xài một cái gì đó quá lâu thì da nó nhờn, nó không có còn tác dụng gì nữa. Ok, bây giờ tới bước cuối cùng, chống nắng. Mình hay dùng cái chống nắng dạng lăn như vậy nè, cho nó nhanh. Cái này kiểu dùng xong nó mới có một cái lớp mà sương. Mấy bạn nhiều bạn thì dùng không quen thì nó là bóng dầu, nhưng mà mình thấy thì nó giống như là một cái lớp lót vậy đó. Dưới đây này nha. Lót da. Ok. À, lưu ý là các bạn đừng quên chống nắng cho cái phần mắt nha, rất là quan trọng. Nhiều người quên lắm. Chưa xong. Nói chung là phần skincare thì xong rồi. Nhưng mà còn makeup và phấn son thêm chút. Nè, thôi trời ơi, cái phần khóe này nó hay bị vàng vàng, rất là khó chịu. Cho nên là bình thường mình đi ra ngoài thì mình không có trang điểm nhiều gì đâu, chỉ che mấy cái huyết điểm ở bên hai cái khóe miệng đó. Mình sẽ dùng cushion Chanel. Dùng cushion gì dùng được, miễn là kệ. Còn có bé thầm còn lại một chị đã vậy thôi. Và với một cái mũi đó. Còn đi ra đây thì cần phải siêu lười lazy mấy cái lúc thì thôi. Dùng chút má hồng, mình hay dùng của na
vì nó long lasting, nó giữ được rất là lâu á. Màu này là màu sexy appear. Dùng cái chổi này, Mr. Right của Too Faced, rất là bự. Có lộn ba thím đó, lộn được vậy. What a shame. Nó còn thôi, nó còn nó xong, cuốn xương xương. Mình dùng Kinda Sexy. Trời nhìn nè. Đây là cũng là một cây son mà mình cực kỳ ưa thích luôn. Làm base. Đánh nó làm base cho tất cả các loại son khác. Xong. Cái này là của Maybelline. Cái này cũng cực kỳ thích luôn. Hết trơn. Mùi lòng môi. Vậy tóc nha. Đừng nó tay. Đó. Chỉnh thêm lại tóc. Ok. Vậy là xong cái dưỡng da buổi sáng rồi nha. Không có gì cầu kỳ, cũng đơn giản, cũng có 3-4 bước như vậy thôi. Mà trang điểm thì cũng không có trang điểm quá đậm, chỉ đánh má hồng với lại son. Gel skincare hôm nay tới đây là hết rồi. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới nha. Mình sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc về các bước dưỡng da. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye.